Giờ cao điểm, hai tuyến đường Trường Sa - Hoàng Sa dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được nhiều người chọn lựa để lưu thông, thoát khỏi dòng xe cộ đang ùn tắc khắp các ngã tư. Chuyện tưởng như đơn giản nhưng có một nghịch lý vẫn diễn ra hàng ngày. Cả hai tuyến đường dọc bờ kênh đều được phép lưu thông hai chiều, nhưng duy nhất hầm chui dưới cầu Điện Biên Phủ trên đường Trường Sa chỉ cho phép đi từ hướng quận 1 sang quận Bình Thạnh. Đã có rất nhiều người bất chấp bản cấm lưu thông ngược chiều, khiến cho lực lượng chức năng phải xử phạt. Người ta lưu thông ngược chiều không à, cái đó là tiện nghi, nhưng mà người ta không để ý trong vấn đề luật. Một ngày có thể đi tới mấy ngàn chiếc lần chứ không phải không. Cho nên cái đó thì cảnh sát thì người ta đứng dưới hầm, ở dưới cầu á, dưới hầm chui ta phạt luôn. Còn không thì ta đứng ở bên đây ta chận lại, ra coi như là ta phạt. Dân đã người ta cũng biết rồi, có cái là làm được cái đường đây thì ta muốn là thuận tiện cho người ta không, chứ bây giờ người ta thường thường trước đây hay đi ngược chiều đến phố, mà có cái đó ta thuận chiều tới vòng về đây. Câu chuyện chạy ngược chiều ở hầm chui này vẫn diễn ra hàng ngày, nhất là vào giờ cao điểm. Việc những chiếc xe bất ngờ xuất hiện từ dưới hầm chui khiến những người điều khiển phương tiện đang quẹo từ đường Điện Biên Phủ xuống bị lúng túng. Dù biết nguy cơ va quẹt tai nạn đe dọa nếu quẹo xe như thế này, nhưng người dân vẫn vô tư lưu thông. Điều đáng nói, người điều khiển phương tiện biết rất rõ quy định cấm nhưng vẫn vi phạm. Người này biết mình đang đi ngược chiều, khi thấy camera ghi hình, anh ta đã quay lại. Vậy vì sao người điều khiển phương tiện biết sai nhưng vẫn vi phạm?